Thôi trời mới chuẩn chưa chuẩn bị đẩy hết rồi. Xin chào tất cả mọi người, hiện giờ mình đang ở Camel Park ở Pocono, tiểu bang PA. Mình đang theo chân hai bạn nhỏ của mình đi lên núi để trực tiếp nè các bạn. Các bạn thấy muốn đi lên trực tiếp thì mình phải đi lên cái đó mà cái như là thang máy chứ không phải đi bộ, đứng ở thang máy nè. Thang máy tự động, hệ thống tự động nó đưa mình lên cao chứ đâu có đi bộ nổi, lên cao xa trên đó. Đẹp không? Đẹp quá trời đẹp. Đó, ở xa xa mình nhìn giống mấy cái thuyền mà trôi dưới nước. Everybody put your ticket in your pocket. Yes. Zip it closed. Okay. And then it'll scan automatically. Oh. Right here. Thank you. Mình với anh xã đi trong một chuyến đầu tiên mình đi trong một cái cho nên nó có hai chỗ ngồi này. Hai. Đi lên. Sợ. Ơi. Ê, cái đây dễ bị té lắm nè. Trời ơi, dễ bị dốc té thiệt. Bây giờ đang trên được đi lên cái thang máy nó dài khủng khiếp. Mình đi lên trên đỉnh rồi họ hướng dẫn cho mình rồi mình tuột xuống. Mà 2 tiếng đồng hồ mà không biết tuột được mấy chuyến đây, hết giờ họ đuổi ra. Hy vọng là mình đi được 4-5 chuyến. Ở đây nhà mình lên đây khoảng 40-45 phút. Lần này lần đầu tiên luôn. Đang ở trên đỉnh đồi chờ quá trời. Nhìn như mình đang ở dưới biển nha các bạn. Giống đang ở dưới nước. Nó có mấy cái thuyền thúng này. Mỗi người, người nào mà đi một cặp là bỏ cái đây. Đây nè, ai đi một cặp là có hai chỗ ngồi. Còn đi riêng á, đi single là có một cái đơn. À, con trai mình chuẩn bị tuột xuống trước nè. Con trai mình ở mặc áo xám xám đằng kia. Đó, anh đang cầm cái máy quay phim nhỏ. Yeah. Mình ngồi vô nè. Các bạn cùng tuột với mình. Mình đang tuột tuyết nè các bạn ơi. Đã nghe chưa? Nhanh đi bay mà không có sợ nha. Tuột nè, thấy chưa? Không hề sợ luôn. Thích ghê luôn á. Bây giờ tối rồi, tối bắt đầu họ lên đèn các bạn, xanh xanh đỏ đỏ nè, cho anh nhỏ nó vui. Đó, lên đèn, khi phố vắng lên đèn nè. Ở trên đồi núi lên đèn đẹp. Bây giờ tới hai em nhỏ mình nè. Yo, we actually zooming this time, bro. Yo, we zooming. I'm moving. Yo. Yeah, I don't even know if I got any of that, but. All right. Lần này là lần tuột, là lần thứ ba mình đang đợi. Bây giờ trời tối họ lên đèn là đẹp hơn cái lúc sớm, cho nên mình mua vé mình chọn một nửa thời gian sáng, một nửa thời gian tối có đèn để cho nhìn cảnh nó đẹp hơn. Chờ cái nhóm mình trước á, họ tuột xuống xong họ đi ra khỏi cái vòng an toàn rồi tới lượt mình tuột thôi. Thank you. Ừ. Đã quá ta. Y như là đi bắn lực vậy. Đẹp quá luôn. Hết sảy con bà bảy. Cái anh Toàn trước anh nặng hơn. Anh chạy. Hồi nãy mình nhẹ. Mình nhẹ anh không có chịu chạy. Tụi mình đã tuột được 3 lần, bây giờ đang trên đường đi lên để
tuột lần thứ tư các bạn. Tối lên đèn, họ lên đèn, trời sáng, đèn sáng rực trời luôn. Đi khoái không muốn về luôn. Chơi sướng lắm các bạn. Even là già hay là trẻ, ai cũng thích hết. Lứa tuổi nào cũng thích. Anh xã cố tình là mua cái vé là một nửa thời gian sáng, một nửa thời gian tối. Mình mua cái vé là tuột được 2 tiếng đồng hồ. Mình đi 1 tiếng đồng hồ ở ban ngày. Bây giờ mình chờ trời tối họ lên đèn là mình tuột đúng 1 tiếng đồng hồ nữa. Mà 1 tiếng là mình đi được 3 lần. Bây giờ còn tiếng sau chắc hy vọng đi được 3 lần. Ít nhất 3 lần nữa là 6 lần là đủ rồi. Nhưng mình đang sẵn sàng cho cái lần tuột lần thứ tư trực tiếp nha các bạn. Đang sẵn sàng. Ôi tuột thôi. Thank you. Mình đang tuột tuyết, đang trượt tuyết cho lần thứ tư các bạn. À, xin chào tất cả mọi người. Ôi đã ghê. Ôi bay quá trời bay luôn. Bay tấm da. Anh tài nguyện chú anh này. Nó lạng quá trời. Trời ơi. Ê, ghê quá ta. Ủa sao lần này nó cho xuống tới đây dữ vậy? That's so speed. Hey, that's so speed, bro. Yo. Yo. Oh shit. Cái tuyết này là cái tuyết họ tạo ra, người ta tạo ra các bạn. Nhìn cũng giống như là tuyết ở trên trời rơi xuống vậy. Mà cái đây họ tạo ra chứ mùa này chưa hề có tuyết. Hey, đã ghê chưa? Tuột tuyết thôi. Không vui không ăn tiền các bạn ơi. Đi nhanh lắm đó. À, các bạn thấy cái tốc độ nó bay giống máy bay mà cất cánh vậy. Ui, yeah, nhanh quá. Nhanh nhanh nhanh. Đã quá. Ui, đứng rồi. Bây giờ là mình đi một mình nha các bạn. Cái lần này là lần thứ 6, mình đã tuột được 5 lần. Bây giờ là mình một cái tay mình kéo cái đây. Cái tay mình kéo cái tay mình kéo cái đây nè. Cái single một mình nè. Giờ mình đi lên thôi. Đây các bạn, giờ mình với tất cả mọi người ở đây là rất là đông ở đây đang đợi xếp hàng để đi xuống. Các bạn mà đi trượt cái này là trước khi đi là không được uống nước nhiều nè. Nếu mà mình đi uống nước là mình mắc tiểu là mình phải đi ra đi vô nhà vệ sinh, là nó giảm cái lần đi của mình không được tuột nhiều. Cho nên là phải không uống nước nhiều và đi mùa đông này là phải có áo lạnh, mặc hai ba lớp vô, đạo mũ, mang găng tay. Chứ đi không là đi chừng 1-2 lần là bó tay luôn, là phải đi về, trời lạnh lắm. Bây giờ mình đang chờ trượt cái lần cuối cùng, lần thứ 6 các bạn. Đang 5 lần rồi, bây giờ lần thứ 6. Bây giờ mình ngồi có mình, anh xã đứng ở dưới. Mình mua vé từ 4 giờ tới 6 giờ. Bây giờ cái top người ở đằng sau mình đó là cái top người cuối cùng của cái lượt mua vé với mình. Từ 4 tới 6 giờ. Sau cái top này là còn một cái top cuối cùng là từ 6 tới 8 giờ nữa là họ đóng cửa. Yes, please. Yeah, thank you. Hai có muốn đẩy xuống không? Mình nói muốn. Nếu mà mình bị dính lại chỗ đây là họ đẩy cho mình lấy chớn lấy đà các bạn. Okay, is everyone ready? Thank you. Rồi bây giờ chưa các bạn. Mình không muốn quay vòng tròn. Sợ quá. Đi mình sợ quá. Ơi đã quá rồi, tạm biệt thêm một bát. Ơi an toàn. Sau khi mình chơi 2 tiếng đồng hồ hết giờ rồi các bạn, giờ mình đi ra ngoài tay chân lạnh tê cấm luôn. Bây giờ mình đi lại chỗ cái lò lửa nào mà không có người, mình ngồi mình sưởi ấm, mình lại lại chỗ kia. Đó tại sao họ
làm những cái lò sưởi này các bạn. Lửa thiệt nha các bạn. Lạnh quá, hai cái tay tê cống ham là đỏ chết. Đây, để đây. Ai bỏ quên bao tay. Hơ lửa nè. Cái này mình nói than đá nhưng mà họ để đá làm kiển thôi, ở dưới nó có cái đường ấm nó tạo lửa lên. Dưới đây có ga họ bật lên nè, có công tắc nãy đâu đó. Ấm. Lửa này nướng bánh tráng được nè. Từ khi mà mở cửa vô mà trực tuyết tới giờ là lúc nào cái lò lửa cũng sáng như vậy. Khi mà cái tấp người ở buổi trưa á, trượt ớn rồi ra lạnh cũng hơi như mình nè. Rồi tới cái giờ mình ra cũng hơi vậy thôi. Sưởi ấm rồi vô mua đồ ăn ra ngồi ăn. Sau khi mình trượt tuyết được 2 tiếng đồng hồ hết giờ rồi, giờ mình ra mình hơ tê các bạn lạnh. Và đồng thời mình cũng ngồi lâu hơn một chút để mình chiêm ngưỡng cái quang cảnh buổi tối ở đây. Các bạn thấy đẹp không? Ở đây là Camel Park Snow Tubing ở Pocono, tiểu bang PA của mình. Và nếu các bạn yêu thích cái video này của mình, cho mình một cái like, comment cũng như đăng ký kênh ủng hộ. Và hẹn gặp lại tất cả các bạn ở trong video kế tiếp của mình. Chào, tạm biệt.